Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những thông tin gì mới và hấp dẫn nhé. Bên cạnh dàn diễn viên cực lung linh của nửa đường mật nửa đau thương như La Vân Hy vai Viên Soái, Bạch Lộc vai Giang Quân, Cao Hãn Vũ vai Đỗ Lỗi, Tiêu Yến vai Tử Lê, vẫn còn một nhân vật bí ẩn nữa, dù không được tính là diễn viên chính thức nhưng lại có sức sát thương khủng không kém. Không ai khác, đó chính là nàng Corgi Vượng Tài. Vượng Tài vốn là một con chó hoang được Viên Soái và Giang Quân phát hiện ra ở trong khuôn viên trường. Sau này Vượng Tài được Viên Soái giữ lại bên mình và nuôi dưỡng. Cứ tưởng rằng Vượng Tài sẽ mãi sống cuộc sống sung sướng của đại boss trong nhà Viên Soái. Ấy vậy mà cũng có ngày cô nàng bị đem ra làm mồi nhử để giúp Sen mình tiếp cận crush hết lần này tới lần khác. Vẻ dễ thương của Vượng Tài đã bị Viên Soái nhìn ra và ngay lập tức đem cô nàng đi thực chiến. Anh chàng bế Vượng Tài thả sang ban công nhà Giang Quân, lợi dụng sự đáng yêu của cô chó của mình để câu Giang Quân về nhà. Và như một lẽ đương nhiên, trái tim của một người con gái như Giang Quân sao có thể cưỡng lại được Vượng Tài dễ thương và ú nu như thế? Lập công lớn như vậy rồi mà chàng xem vẫn chẳng thưởng cho bốt Vượng cái gì cả, trái lại còn hành người ta mệt nghỉ nữa chứ. Tối hôm sau, Vượng Tài được Sen hộ tống đi dạo dưới khu chung cư những mấy vòng liền. Có phải lúc nào Viên Soái cũng rảnh rang đưa Vượng Tài đi chơi thả phanh như thế đâu? Cứ tưởng đây là lòng tốt, ai dè chỉ là cái cớ để Viên Soái đợi Giang Quân mà thôi. Vượng Tài đã bất đắc dĩ, từ đi chơi chuyển sang tập thể dục, mệt tới mức mà cô nàng không thể đứng dậy được nữa. Trời ác với hoàng thượng như thế này, chắc chỉ có một mình Viên Soái của nửa đường mật, nửa đau thương thôi. Tuy vậy thì Vượng Tài vẫn tìm được cho mình cơ hội để trả món nợ cũ với Sen. Nhân lúc Giang Quân sang dùng ké phòng tắm của Viên Soái, cô nàng đã lẻn vào dọa Giang Quân một phen, hại Giang Quân phải nhờ tới sự trợ giúp của Viên Soái. Thế nhưng thì cuộc giải cứu này không được thuận lợi cho lắm với Viên Soái. Anh chàng không những bị ướt mà còn bị Giang Quân đập vào mặt, cộc đầu vào cửa, Vượng Tài chắc phải hả hê lắm đây. Hành Vượng Tài trên phim là thế, song phía sau ống kính thì La Vân Hy cưng nựng cô nàng hết mức. Thậm chí nhiều khán giả xem xong còn muốn tranh sủng cùng Vượng Tài. Nửa là đường mật, nửa là đau thương có khởi đầu tương đối tốt trong 12 tập phát sóng, với thang điểm 7 trên đầu ban cùng một cốt truyện không chỉ xoay quanh những tình tiết ngôn tình mà còn khiến chúng ta đắm chìm vào thế giới đầu tư tài chính khốc liệt nhờ mưu mô đòi hỏi sự thông minh. Phim xoay quanh Văn Quân Bạch Lộc, cô gái từ bé đã mắc chứng bệnh lạ, luôn bị ngất đi mỗi khi rơi nước mắt. Tình cờ cô gặp lại người bạn thời thơ ấu Viên Soái La Vân Hy, giám đốc của công ty tài chính hàng đầu MS. Khi biết Văn Quân có ý định vào làm việc ở công ty mình, Viên Soái muốn đuổi cô bằng được vì không muốn Văn Quân chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, sự dũng cảm cùng ý chí mạnh mẽ của Văn Quân đã làm cho Viên Soái cảm động và muốn theo đuổi cô một lần nữa. Trong phim ta có thể thấy Viên Soái luôn âm thầm bảo vệ Văn Quân, một người đàn ông bề ngoài luôn tỏ ra mình đáng ghét. Thế nhưng bên trong đó là cả một trái tim nồng ấm, hết lòng hết dạ vì người mình yêu. Tâm sự về bộ phim, Bạch Lộc nói trên lưu châu áp như sau. Mỗi lần xem lại đường mật, tôi lại có cảm xúc không giống nhau. Lúc Viên Soái vắng mặt 10 năm, Giang Quân đã trải qua rất nhiều chuyện, con người cũng trưởng thành trong chốc lát. May là vì họ đã gặp lại nhau, có nhiều cơ hội để bù đắp quá khứ, thật tốt. Hy vọng rằng mỗi Giang Quân đều gặp được Viên Soái cùng mình. Hy vọng mỗi cô gái tốt bụng đều có thể gặp đúng người. Không cần phải là giám đốc đẹp mã, nhiều tiền lắm của, Viên Soái của mỗi cô gái như Bạch Lộc nói, có thể chỉ cần luôn là người biết bảo vệ người phụ nữ mà anh ta yêu thương mà thôi. Chúng mình là Hóng Phim, nếu như các bạn yêu thích và đam mê những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Ngoài ra, nếu như các bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ bộ phim nào chúng mình cập nhật trong tương lai, vậy thì hãy bấm vào biểu tượng cái chuông nhỏ bên dưới góc màn hình để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!